Vâng, thưa quý vị, sau sự việc vừa rồi thì nhiều người sẽ nghĩ đến những tác hại của các thông tin thiếu kiểm chứng trên mạng xã hội, khiến con người luôn trong trạng thái lo sợ và nghi ngờ. Ai cũng có thể bị coi là mẹ mìn bắt cóc trẻ con, nhưng mạng xã hội còn gây ra nhiều nguy cơ hơn thế. Các chuyên gia về sức khỏe tâm thần cảnh báo người nghiện mạng xã hội có nguy cơ bị rối loạn tâm thần. Tiến sĩ Nguyễn Doãn Phương, Viện trưởng Viện Sức khỏe Tâm thần cho biết, ông đã từng điều trị cho một bệnh nhân nam 14 tuổi, đã sử dụng Facebook đến 10 tiếng trong một ngày. Bệnh nhân khi vào viện đã có dấu hiệu của tình trạng rối loạn tâm thần. Còn theo thạc sĩ Lê Thu Hà, trưởng phòng điều trị nghiện chất thuộc Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai, hiện trên thế giới chưa có mã bệnh về nghiện mạng xã hội. Tại Viện Sức khỏe Tâm thần, hiện chưa ghi nhận bệnh nhân điều trị nội trú đơn thuần liên quan đến nghiện Facebook, nhưng đã có không ít ca cần tư vấn khi có các bệnh lý hoặc hậu quả của tình trạng nghiện Facebook nói riêng cũng như nghiện mạng xã hội nói chung. Cũng theo các chuyên gia, nếu lạm dụng mạng xã hội có thể dẫn đến những dấu hiệu rối loạn giấc ngủ và rối loạn tâm thần nghiêm trọng. Trong khi đó, chưa có nghiên cứu về các thuốc có hiệu quả trong điều trị nghiện Facebook. Bác sĩ chỉ dùng thuốc khi bệnh nhân có các bệnh đồng diễn hoặc hậu quả của nghiện Facebook như mất ngủ, trầm cảm.